Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cách để làm chúng ta làm một cái cần để đi câu lươn để cho chúng ta dễ hơn, dễ trong việc câu lươn hơn ấy. Vâng. Để làm một chiếc cần câu lươn để chúng ta sẽ chuẩn bị gồm những có một cành tre. Đây. Một cành tre mai nhỏ. Các bạn nhớ là phải có lỗ như này nhá. Để chúng ta lúc làm xỏ cước. Vâng. Đầu tiên là một cành tre, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị một con dao nhỏ để tí nữa chúng ta sẽ gọt cái cành kia để nhét cước vào. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một đinh sắt nhỏ. Đây, đinh sắt. Cái đinh sắt này ấy, thì các bạn có thể lấy ở ví dụ như một cái ở cái ô hỏng chẳng hạn, hay là ở cái nan của lồng quạt, hoặc là cái lò xo nào đó chẳng hạn. Nhưng các bạn phải để nó mới cứng được, để đủ độ cứng để chịu đựng sức lươn kéo. Đây, tôi đã mài sẵn nhọn luôn để chúng ta làm thực hiện cho nhanh, bởi vì cái video này nếu mà để làm các bạn làm thì cũng khá lâu và khá dài nếu mà để chuẩn bị từng bước một đó. Đấy, chúng ta cần một cái lưỡi, chủ yếu là cái lưỡi lúc này. Và tiếp theo chúng ta chuẩn bị một con dao lam và một cái kìm. Vâng, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc cần câu lươn. Xin lỗi. Quan trọng nhất chúng ta vẫn nên chuẩn bị thêm một cuộn cước nhỏ, đoạn dây cước nhỏ, ngắn thôi cũng được, không cần dài, chỉ tầm khoảng 1 mét là đủ. Vâng, như vậy là mọi chuẩn bị đã đủ hết rồi. Và sau đây tôi hướng dẫn các bạn làm. Đầu tiên chúng ta sẽ quấn cái móc này để cho nó cong lên để mình câu cho dễ. Các bạn nhớ nhá, lúc mình đây, tôi sẽ thực hiện luôn cho các bạn xem. Chúng ta lấy kim, chúng ta chỉ cần 0,5, tầm khoảng 0,5 từ đầu nhọn vào thôi để mình bẻ cho nó, bởi vì cái mồm con lươn thì nó không to lắm nên không ấy. Đây, tôi sẽ bẻ. Cái này chúng ta cần bẻ cẩn thận, không là rất là dễ bị gãy, bởi vì cái đầu nhọn này chúng nó rất là mềm nên rất dễ bị gãy. Các bạn nhớ về cẩn thận nhé. Các bạn nhớ về cẩn thận, bởi vì cái này rất dễ bị gãy, bởi vì cái đầu nhọn nhỏ này. Xử lý làm sao? Tôi phải mài nhọn trước khi chúng ta phải mới bẻ đi, bởi vì lúc chúng ta làm cái này, lúc chúng ta mà bẻ cong rồi, lúc rất mài rất là khó, bởi vì những cái cạnh đây nó không đều nhau, nó không thuân đều, bởi vì lúc các bạn làm rất nó khó được nhọn được, nó cái móc nó không được sắc, không được bén như ấy. Nhưng mà các bạn xem, mình đã bẻ xong rồi. Các bạn nhớ bẻ cái móc bắt đầu từ cái đầu nhọn này, đầu nhọn chúng ta đấy này, vào đến đoạn bẻ cong chúng ta cứ đo tầm 0,5 cm là chúng ta bẻ cong là vừa đẹp rồi. Chúng ta đã được cái móc. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp là cước.
chúng ta buộc cước vào cái móc này. Các bạn buộc cước bình thường thôi, buộc như lúc buộc như buộc buộc giống như đi câu cá, cước đi câu cá ấy. Buộc vào lưỡi như thế thôi. Buộc cơ vào. Các bạn ghi nhớ buộc chắc vào. Vậy lúc chúng ta câu lươn ấy, nó giật rất là khỏe, có thể đứt được cước. Những con lươn nhỡ nhỡ bình thường không sao, nhưng mà những gặp những chú lươn khủng thì thực sự là nói là nó kéo rất là khỏe, có thể nó làm đứt được luôn cả cước của bạn. Vâng, và đây tôi đã buộc xong rồi. Bạn xem, lấy dao lam cắt cắt cái phần thừa của cước này đi. Các bạn xem ấy nhá, bởi vì cái video này tôi làm ấy cũng hơi sáng nên các bạn có thể không nhìn rõ lắm, nó bị chói cái ánh điện ấy. Cắt đi thì tối quá sợ các bạn không nhìn thấy gì. Rồi các bạn xem, đây tôi đã buộc xong. Rồi tiếp theo là công đoạn đến cái cần, đây là cần luôn. Tôi sẽ hướng dẫn. Đây các bạn một cái cân như này, các bạn đây từ đoạn này cách vào, các bạn có thể cắt cách khoảng tầm 7 hoặc là 8 cm một đốt ngón tay cũng được. Đây các bạn cắt khoét cái chỗ này ra để chúng ta nhét cước vào tầm khoảng 0,5 cm. Đây tôi sẽ cho các bạn xem cái cần mà tôi đã làm trước để nhé. Đây, đây các bạn đục một cái lỗ như này, đục lỗ trên này thì chúng ta nhét cước. Đây các bạn xem như cái móc tôi làm đây rất nhỏ. Đây lúc chúng ta câu là sẽ để được như này. Bởi vì sao chúng ta phải chọn cái canh tre có lỗ như này thì chúng ta nhét này, lỗ lúc này chúng ta có thể câu được, lúc nó giật thì chúng ta có biết dây nó căng ra thì chúng ta biết được là nó cắn và mình giật lên thôi. Nó cũng rất đơn giản. Đây, sau đây tôi sẽ làm đây, các bạn xem. Rồi, chúng ta luồn cơ. Luồn cơ vào. Kéo ra. Kéo ra. Đó. Đây, các bạn lúc bạn thấy các bạn để một khoảng cách như này. Cách dây tầm bằng này để nó có một đoạn để lươn nó kéo xuống ấy. Cho nó kéo xuống một đoạn bởi không để đây nó cứng nó thô quá. Đây các bạn để một đoạn độ dài như này khoảng tầm 5-7 cm, các bạn muốn tùy các bạn muốn để ấy. Rồi các bạn buộc, thường thường các bạn để một cái mấu này, các bạn buộc dây, buộc đoạn này thắt nút trên này để lúc để nó hãm ấy, lươn nó kéo xong là hãm các nó không thể chạy đi được, dây nó không tụt quá sâu. Rồi tôi sẽ buộc để xem. Đây chúng ta cái này, chúng ta để một đoạn này, còn thừa này chúng ta đừng có cắt đi, chúng ta buộc vào, chúng ta buộc thân luôn vào, nó sẽ khó bị tuột hơn, bởi vì cái đoạn này nó cũng to.
Sở dĩ tôi làm cái video này bởi vì nhiều các bạn ấy cũng có vẻ hứng thú với cái môn như câu lươn này, nhưng mà các bạn không biết cách nào để làm để mình đi câu cho được cái nút chặt rồi. Ra một đoạn như này đó, như vậy chúng ta đã hoàn tất được một chiếc cần câu lươn rất đơn giản đấy không ạ. Rồi, chỉ cần thời gian ngắn thế thôi, tầm 30 phút các bạn có thể làm ra một chiếc cần câu lươn. Các bạn nhớ chủ yếu là cái móc, các bạn làm nào cho nó bé là ấy đâu, cái móc càng nhọn càng tốt, cứng lươn nó đỡ ấy chạy thoát được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Xin chào các bạn.